xin chào anh em hôm nay có một định nghĩa rất là hay mà mình cũng học được thường thì chúng ta sẽ nói rằng là những người học rộng hiểu học nhiều hiểu rộng dụ giáo sư tiến sĩ là những người những người bằng cấp là những người có trí tuệ nhưng mà thực ra không phải như vậy à, những người đấy là những người có kiến thức nhưng mà có một cái điều là kiến thức đấy thì không phải là của họ kiến thức đấy là của người thầy truyền cho họ và cũng không phải của người thầy truyền cho họ mà kiến thức đấy là của nhân loại và kiến thức đấy thì thực ra là họ đó là khả năng ghi nhớ của họ thôi còn có một cái định nghĩa khác rất là hay và rất là thú vị đó là những người mà sau khi mà học được một cái điều gì đó họ áp dụng vào trong cả trong cái công việc trong cái hoạt động công việc thì cái việc áp dụng đấy sẽ sinh ra trí tuệ à, như vậy là trí tuệ là cái mà mình sở hữu được và trí tuệ là những cái thứ mà nó được được rút thông qua những cái hành động trải nghiệm thực tế của chúng ta và nó giúp cho à, công việc của chúng ta giúp cho chúng ta nhìn được à, một cái vấn đề nhìn là một cái sự việc À, ở góc nhìn mà có thể giải quyết được nó thì ấy mới là trí tuệ thực sự của chúng ta. Tức là trí tuệ được sinh ra thông qua việc mình giải quyết những cái vấn đề ở trong cuộc sống, ở trong công việc. Như vậy là một người có trí tuệ là một người có khả năng giải quyết được vấn đề một cách dễ dàng. À, thực sự là là thú vị và tôi biết rằng là à, mọi cái vấn đề đến thì à, à, mình cần phải đối mặt và giải quyết nó và vượt qua những cái vấn đề như thế đi xuyên của nó chinh phục nó và khi đấy trí tuệ sẽ được sinh ra ở à, trong vai trò của tôi thì à, bằng một cách nào đó cũng sẽ giúp cho uh, những anh em đi cùng để họ cũng có thể biết cách áp dụng những cái kiến thức của mình vào trong uh, công việc thực tiễn uh, để giúp cho họ có thể là tạo ra những cái thành quả ở trong công việc và khi đó sẽ sinh ra trí tuệ của mỗi cá nhân một đội nhóm trí tuệ sẽ tạo ra những cái sự đột phá những cái sự bứt phá và những cái thành quả vượt trội một đội nhóm liên kết được với nhau trao đổi được với nhau thì sẽ tạo ra những cái thứ rất là tuyệt vời cảm ơn bạn đã theo dõi video này của tôi xin chào và hẹn gặp lại bạn vào những video tiếp theo bye bye